Mẹ cũng đã làm nhiều điều không phải với Jesus. Vì hạnh phúc của con, mẹ đã cướp đi người đàn ông và đứa con gái của Jesus, người mà mẹ coi như con gái ruột của mình, thậm chí còn biến con bé thành tội phạm giết người. Con xin lỗi mẹ. Vì đứa con gái giả mạo như con mà mẹ đã làm những điều không phải với Jesus, con gái ruột của mẹ. Con đã khiến mọi việc trở nên tồi tệ như vậy. Sê dâng à, mẹ đã làm tất cả vì con rồi, nhưng tại sao con vẫn không hạnh phúc? Đúng thế mẹ ạ. Con cũng cảm thấy điều đó rất kỳ lạ. Con đã nghĩ nếu con có thể sống cùng với anh Siho, thì cuộc đời này dù có bị quả báo cả trăm ngàn lần, con cũng cam chịu. Nhưng mẹ ơi, tại sao con không hạnh phúc? Chồng Hê-su đã trở về. Bây giờ mẹ cũng không thể ngăn được cô ấy đâu. Hê-su oán trách mẹ nhiều nhất và hoàn toàn tin rằng mẹ đã cố loại bỏ cô ấy. Không phải mẹ chứ. Mẹ đã bảo không phải mẹ rồi mà. Cũng không phải con chứ, Sê-dâng. Không phải con. Thật đấy. Nhất định là chủ tịch ma rồi. Con đã làm gì mà để vợ phải gói ghém đồ đạc về nhà bố mẹ đẻ thế hả? Con ngại quá. Đó là lỗi của con. Sê-dâng không thể coi mẹ chồng của nó là một người bình thường được. Mẹ con cũng coi Sê-dâng không phải là một cô con dâu bình thường, thưa ngài bộ trưởng. Điều đó là dĩ nhiên rồi. Liệu con có yêu nó nếu nó là một người bình thường không? Sẽ không có chuyện đó ạ. Sê-dâng là một người quá đặc biệt. Cô ấy đẹp, quyến rũ và giống như một cái đầm lầy. Phó chủ tịch cũng như thế đối với bộ trưởng phải không ạ? Đúng vậy. Cô ấy đẹp, quyến rũ và giống như một cái đầm lầy. Có khi nào bộ trưởng cũng muốn rời xa phó chủ tịch không ạ? Không phải tôi muốn rời xa cô ấy, mà là tôi lo sợ cô ấy rời xa tôi. Sê-dâng nghi ngờ con là người gây ra vụ tai nạn của Jesus. Chẳng phải nếu cô ấy yêu con thì phải tin tưởng con đúng không ạ? Nếu yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Con nên thể hiện điều đó trước. Làm cho cô ấy tin tưởng ư? Chồng yêu. Mình về nhà bố mẹ đã 3 ngày rồi mà anh ta không gọi lấy một cuộc điện thoại. Không được. Mình mà gọi điện trước thì thua mất. Giám đốc Du, đây là hoa gửi cho giám đốc ạ. Cảm ơn cậu. Vâng, tôi xin phép. Đẹp quá. Anh xin lỗi. Anh yêu em. Hẹn em lúc 6 giờ tối tại nhà hàng trong khách sạn Trơn Hà, Jujiho. Tôi về trước đây. Vâng, chào anh. Tôi đói quá. Anh mời tôi ăn tối đi, Jiho. Tôi phải về nhà sớm. Anh gặp gỡ ai hay có cuộc hẹn nào thì hủy đi. Lý do gì mà tôi phải làm điều đó? Vậy tôi sẽ đưa anh đi đến một nơi thật bí mật và thú vị. Cô định lấy tôi ra để làm trò đùa ư? Được. Vậy thì tội gì tôi không tham gia chứ? Tôi cũng thắc mắc Trương Hê-su định giở trò gì. Chúng ta đi thôi.
cái gì thế kia? Đảo ngược mọi thứ một cách liều lĩnh là kịch bản của Trương Hê-su mong muốn. Trương Hê-su của 3 năm trước và bây giờ vẫn là một người. Mà sao tâm trạng tôi lại khác thế nhỉ? Tôi có cảm giác như mình đang ở bên một cô gái khác vậy. Thật hồi hộp và hứng thú phải không? Được rồi. Chúng ta sống với nhau như vợ chồng hơn 10 năm. Vậy mà tôi không thể nào tưởng tượng được cô sẽ như thế này. Một người phụ nữ có thể trở thành người mẹ hiền, người vợ tốt, hoặc một người phụ nữ quyến rũ nếu cô ấy quyết tâm. Anh thích Trương Hê-su nào hơn hả, Du Ji-ho? Dĩ nhiên là tôi thích Trương Hê-su bây giờ chứ. Du Sê Dân. Du Sê Dân. Tôi xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát. Trương Hê-su, cô bày trò đúng không? Không sai. Gửi bó hoa đến văn phòng tôi và mẩu giấy nhắn giả danh Du Ji-ho cũng là cô đúng không? Đúng vậy. Và sau đó cô xuất hiện cùng với người đàn ông của tôi trước mặt tôi. Người đàn ông của tôi, từ ngữ đó rất quen thuộc với tôi. Chẳng phải đó là từ tôi đã từng sử dụng thường xuyên sao? Cô muốn gì? Cô quên rồi à? Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì cô cướp đi của tôi. Tôi sẽ kết hôn với Su In-ha và hẹn hò với Su Ji-ho. Tôi sẽ làm giống như cô đã làm. Cô dám... Trương Hê-su, cô điên rồi à? Tôi bị điên đấy. Không điên thì đối đầu với cô làm sao được. Du Sê-dân, tôi sẽ trả lại cô gấp đôi, gấp ba những gì cô đã làm. Cô nghe cho rõ vào. Cô vẫn chưa gặp Han Biên phải không? Tại sao cô vẫn chưa gặp Han Biên? Cô không nghĩ là có ai đó đang cố ý không cho cô gặp con bé hả? Nói cho dễ hiểu chút đi. Han Biên nghĩ là mẹ nó chết rồi. Cô nói gì? Mẹ con bé bị mất tích và không biết đến bao giờ mới về. Chúng tôi đã làm cho con bé từ bỏ hy vọng gặp lại mẹ nó. Từ bỏ hy vọng. Các người là cái thá gì mà bắt con gái tôi từ bỏ mẹ nó hả? Các người là cái thá gì? Cô buông tay ra đi. Tôi sẽ giải thích. Sê Dân, anh xin lỗi. Đây đúng là tình huống khiến em hiểu lầm. Em về nhà trước đi. Anh về nhà sẽ nói rõ mọi chuyện cho em. Anh xin em đấy. Tôi nghe nói Han Biên tưởng là mẹ đã chết nên con bé bị chứng mất ngôn ngữ do cú sốc đó. Nói một cách chính xác thì con bé bị mắc chứng câm có chọn lọc. Hình như Han Biên cũng có triệu chứng của bệnh trầm cảm ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên thỉnh thoảng con có nói chuyện với bác sĩ điều trị. Han Biên, không phải tôi không cho cô gặp con, mà tôi muốn cô cho con bé thêm thời gian.
Tôi nghĩ cần phải hỏi ý kiến bác sĩ điều trị. Chuyện này tất cả là do Seo Joo-kyung.